Hello, xin chào quý khán giả của kênh Gái Bếp Miền Tây Vợ với Vlog. Hôm nay bên xã Quý Bang Tân Hào mình thì được sự hỗ trợ của Quỹ Nhân Ái Nhân Minh hỗ trợ cho xã mình là 10 cái bồn 2.000 lít. Thì hôm nay mình được giọt nước nghĩa tình của anh em đó xuống trao nước cho xã bà con quê mình đó. Hôm nay là mới được cái vàng nha quý vị, chứ hôm nay là chỉ có mấy cái bồn nhỏ nhỏ thôi chứ không có được mấy cái bồn này nữa. Nên hôm nay là chân thành cảm ơn đây là quỹ đây nè, mẹ Tú để đây nè. Tú thấy xe đang chạy tới anh em của giọt nước nghĩa tình này là xuống 3 xe rồi quý vị. Hồi nãy là đây nè, đây là giọt nước nghĩa tình nè, đây là cái thư, đây là cái nhãn hiệu là Quỹ Nhân Ái, là Nhân Minh gieo yêu thương trao hy vọng đó. Tao cho 10 cái bình này nha. Còn đây là cái máy bơm của em, thì mấy năm trước em cũng cho đưa nước mặn về cho bà con mình á, thì nay mấy anh em mượn máy của mình đó, mượn máy mà mượn dây điện nữa, tại dây điện nó kéo ra không tới á, nhà mình gần nên lấy là mượn cái mượn đường dây của mình luôn, ống của mình luôn quý vị đó. Tại vì ống mình nó ngắn á, mình có ống dài nữa, ống dài để mình kết nối vô. Đây là của mình, dây này cũng là của mình luôn, cái máy bơm này của mình, nhưng mà được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân nha, của mấy năm về trước á, sau này nó đóng không chặt nè quý vị đó. Cái này phải có băng keo non nữa mới được. Về bà con ra đây lấy được, lấy miễn phí luôn. Đây là quá trời luôn, nước là nước miễn phí luôn nha đó, để đây cho bà con ra, ai cần thì ra nhu cầu lấy. Đây nữa nè, đây là quý vị hết nước mặn rồi, vô nước mặn đi. Đây đầy luôn hả Tùng, cái này thiếu à. Hết chưa? Đó là mình cộng cộng là 3 xe tải hả Tùng? Cùng 3 xe tải là này của anh ai tài trợ cho mình đó Tùng? À, nhà mình nước Bến Tre tài trợ, nhưng mà bồn này là bồn của Nhân Minh phải không? Quỹ Nhân Minh hả? Của Nguyễn Đòn. Nguyễn Đòn hả? Hỗ trợ cho mình 10 bồn này. Bây giờ là hôm nay là mình có mấy bồn bên kia thôi phải không? Đúng rồi, hôm nay cũng có mấy bồn bên kia mà, nhưng mà không đủ cho người dân. Dạ cho nước anh lấy thoải mái anh, lấy miễn phí luôn. Ủa nó có dòi không à? Nè, dòi nè. Dạ hồi nào bây giờ là cho đều luôn á anh, tại vì hôm nay là mình bà con mình thiếu nước quá. Rồi bây giờ là nước giờ là để cho bà con. Ê hôm nay là ngày đầu tiên phải không Tùng, mình được cho nước nhiều vậy phải không? Đúng rồi. Dạ ngày đầu tiên xã mình được nước về, bà con mừng là xài miễn phí luôn đó. Rồi cái này nước cắt ra bớt đó Tùng, cắt bớt khúc mình nấu vô. Các khúc nó vô mấy bồn đó, lúc nào cũng có nước mà, giờ là lúc nào cũng có nước luôn, giờ mới bơm vô sáng giờ nè. À Trọng giờ đang chuẩn bị phát nước hay gì á? Đúng rồi, dạ bên cái ba bánh phải không? Dạ nhưng mà này bà con lấy thoải mái luôn á, xài. Nhà máy nước Bến Tre tỉnh của Bến Tre, nước là về là ngon luôn á. Còn ở trỏng là đang chuẩn bị phát nước nước thùng, nước bồn có bình vậy luôn phải không? Em thấy qua xuống là nghe nó mấy xe tải á, có 20 lít nữa, có một số màu xanh. Dạ là có một số là 20 lít, rồi có số là 30 lít, can cho can luôn, người ta cho can luôn á. Dạ là ở trong tổng á, chút xíu nữa là sẽ được hỗ trợ cho can về, lấy cái can về cái lại hết. Đúng rồi. 70 ngàn. Ủa sao 70 ngàn? Có cho can 35 ngàn. Ủa thùng như 35 ngàn cái hả? Chục thì đó, 35 ngàn cái là rẻ. Hôm nay mua 40 ngàn nè. 40 hả? 40 nè. Đó bên đây 35, đây là 40 nè. 35, 40 không có, đây mua giờ mua 40 rồi. Vậy đó không biết sao hút không có bình á.
đó. Trời nãy giờ mấy bà con đi ngang đây đó, trời có nước ra có nước mà mừng quá, chắc chiều nay chiều nay người ta đi xin nước à. Tại vì bà con này nãy đi ngang thấy là nước quá trời nước luôn. Trời ơi hôm nay là vui lắm quý vị. Nước nắng quá trời nắng, nước mặn nữa mà nay nước lợ rồi. Là do nhà máy nước nó đưa ra đó. Lợ thôi chứ không có được ngọt nữa. Nước đi xong là mặn lè, là mặn đắng đắng luôn á. Để vô nhà cái này mà cắt bớt ra ăn khúc nữa. Cắt bớt ra chừng tầm 7 tấc. 7 tấc như đây nè. Như đây nè cho bà con người ta lấy được. Là mình cắt ra. Chú ơi lãnh nước hay gì? Có phiếu không? Dạ cái này là có phiếu mới được, còn này là nước là lấy ấy khác riêng, còn ở trong là có phiếu. Dạ có phiếu mới được lãnh nước thùng, còn đây là chỉ lấy nước dồi thôi. Này ơi, này chưa, này nhận thùng nước được chưa, này là dạng hộ gì cô được hộ gì. Hậu gì người ta mời, có biết hậu gì? Hậu nghèo ha, hậu người lớn tuổi không? Lớn tuổi. Lớn tuổi thấy thương tật phải không? Nó không, ưu tiên những người già người này kia thôi. Còn như cỡ em tự ra đây múc về. Đây là nước tự đây nữa nè. Ra là bồn này dài, là tới đằng đẵng luôn đó. Đó, bà con giờ đang chuẩn bị vô lấy nước á. Dạ quý vị ơi, bây giờ bà con lấy nước từ từ. Tại vì hôm nay là không có biết cho nước, chỉ cho có mấy khối à, một ngày à, nên ở đây là thiếu nước. Thì ở bên Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho 10 cái can này nữa, với nhà ở trong quý bang còn được bao nhiêu can á. Thì hôm nay là được ba phái đoàn xe tải chở về đây cũng mười mấy khối nước đó. Thì vô đây đều hết mười mấy hai mấy khối nước quý vị, cho quê bà con quê mình. Còn mấy người này là đi làm nhận nước bình là được sự hỗ trợ, những người lớn tuổi, người tàn tật quý vị. Còn trách nhiệm của em là em cho mượn máy bơm nước khối cho mấy quần này. Bây giờ xong rồi là em phải gom về nhà của em, để nữa có em mượn em đưa ra làm tiếp dây điện nè, gom về nè đó. Đây bên đây đó, dây điện đỏ thì của em, dây điện vàng là của bên ủy ban. Em phải gom về nè, để nữa có cho bà con bơm vô, chứ tại vì nước khối á, bơm vô tới đó rồi cái nó không đẩy á, nên không có chạy vô hết. Có máy bơm quá thì cái máy bơm này cũng được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, mà đợt năm 2018 á, 2018 mới quý vị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bên em á. Vì sớm đem ra tô mũ ra, cái tô mũ em mất tiêu luôn rồi. Nè đó, đồ nghề của em á, em xài xong rồi kìa, xuống nữa kìa đó. Đó đồ nghề em xài xong rồi, cái em bỏ vô thùng đây đó, em đem dẹp, ai cần á thì em lấy em đưa ra. Còn ở bển này đòn xuống nữa, Bình Dương hả, sông mốt. Bây giờ là em không biết đòn nào nữa, nhưng mà em biết phát cho mà của bà con rồi, em chân thành cảm ơn quý mình Hùng Quân đã hỗ trợ cho miền Tây mình lúc hạn mặn vậy, những giọt nước nghĩa tình quý vị. Thì em chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn.